Gymer Duy Nguyễn, tên thật là Nguyễn Ngọc Duy, vừa có những chia sẻ về việc mình và nơi ở bị ảnh hưởng nặng nề sau sự việc phát ngôn liên quan đến cố nghệ sĩ Chí Tài. Cụ thể, sau khi có những phát ngôn liên quan đến cố nghệ sĩ Chí Tài trên livestream, ngày 14 tháng 12, nhiều nghệ sĩ đã đến gặp Gymer để trao đổi làm rõ câu chuyện. Kết thúc buổi gặp này, ngoài cuốn sách đạo đức lớp 1 được tặng, thì chủ phòng gym này đã lên mạng xã hội để nói lời xin lỗi về phát ngôn và hành động của mình. Trong clip, anh thừa nhận đã có phát biểu sai về chị Phương Loan, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài và bình luận không hợp lý về đám tang của nam nghệ sĩ. Anh xin nhận sai và gửi lời xin lỗi thành khẩn nhất đến vợ và vong linh nghệ sĩ Chí Tài, anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ nghệ sĩ Chí Tài trong và ngoài nước. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất từ Gymer Duy Nguyễn, đời sống tinh thần của anh và cả những nhân viên tại phòng gym vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì liên tục bị quấy rối thông qua nhiều hình thức. Anh Mai Đình Trường, quản lý của Gymer Duy Nguyễn cho biết, sau ngày 14 tháng 12, phòng gym liên tục bị ném đá làm hư biển hiệu, một số người đi xe máy dừng lại kích động ném mắm tôm. Cụ thể, theo hình ảnh từ camera an ninh cho thấy lúc 23 giờ 12 phút, hai nam thanh niên đi xe tay ga đến trước phòng gym, đồng thời là nơi ở của anh Duy ở trên đường số 6, phường Bình Trị Đông B. Người cầm lái dừng lại bước xuống dùng nhiều vật ném liên tục vào cửa phòng gym rồi bỏ đi. Theo anh Duy, đến sáng 15 tháng 12, khi nhân viên đến phòng gym làm việc thì phát hiện bên dưới cửa có nhiều gạch đá, mắm tôm. Không những vậy, nhiều người còn dừng lại và có những lời lẽ không hay trước phòng gym khi lái xe ngang qua. Đường dây nóng chăm sóc khách hàng của phòng gym cũng bị gọi điện thoại đến liên tục để quấy rối khiến nhân viên bị ảnh hưởng tâm lý. Trang fanpage và những trang truyền thông khác của phòng gym cũng phải tạm đóng vì lượng công kích lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, các YouTuber và nhiều người vẫn đến cơ sở phòng gym để check-in. Anh Trường cũng cho biết thêm, sau khi sự việc diễn ra, Gymer Duy Nguyễn đã phải tránh mặt một thời gian để ổn định tinh thần, trấn an động viên các nhân viên để tiếp tục hoạt động của phòng gym. Gymer Duy Nguyễn tâm sự rằng đến bây giờ, anh vẫn chưa thể hoạt động mạng xã hội trở lại vì lượng tin nhắn với những nội dung thiếu lịch sự đến trang cá nhân rất lớn. Quan điểm của tôi bây giờ là chuyện nó cũng đã qua đi rồi và tôi cũng đã nhận sai, sửa sai nghiêm túc để hoàn thiện bản thân mình hơn, để tránh những cái phát ngôn không hay trên không gian mạng. Bây giờ tôi sửa sai và muốn cộng đồng cho một thời gian khép lại vụ việc vừa qua, không để nặng nề hơn. Đằng sau mỗi người đều có gia đình, công việc, và cứ như vậy thì rất ảnh hưởng cho cuộc sống của mỗi người. Mấy cái biển hiệu bị hỏng thì nó cũng không thiệt hại gì nhiều lắm, nhưng gây tổn thất rất lớn về tinh thần. Dạo gần đây thì cũng đỡ hơn nhiều rồi, nên tôi cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Hiện tại phía phòng gym và Gymer Duy Nguyễn cũng đã làm việc và cung cấp các đoạn clip và các chứng cứ khác cho cơ quan công an để xử lý điều tra theo pháp luật.